Rồi vẫn chơi hoài hả? Có được như vậy không? Ôi ha. Ôi ông làm hay quá ha. Cái gì? Thấy không? Ôi thôi đừng có lúc lên má là gãy luôn. Ồ gãy luôn là mình. Ôi sao ông làm này sao ai cũng làm được cái gì trời? Làm được không? Nè. Trời ơi nè. Thì cũng giống vậy thôi nè. Đây nè, coi cục xương này nè. Gãy thì. Nè bây giờ ông làm được gì không nè? Nè. Cái này khác. Móc cái chân lên cái cổ rồi được không? Ờ móc cái chân lên cái cổ được không? Tôi không làm được, mấy con tôi quả mày đi. Cái này lại bị đụng xe đó, thằng vị á. Ờ đi đâu vậy? Chở tụi nó về. Chở về đi, ra đây Vũ. Chở ra đây chơi mà. Chơi cò cò bẹp. Cho đây nó cổ vũ. Rồi đúng rồi. Bên đây đông người cổ vũ lắm. Giờ đó ai coi tụi nó? Thì tụi nó coi không? Thường thường là ông không cò cò là ông coi tụi nó. Bây giờ ông cò cò tụi nó coi ông lỡ. Rồi một lát bắt cò cò á. Đi ở trong thề nha. Nó nghe nè. Rồi đi giữ tụi nó cho. Hai đứa con Phương bà không? Một chút nữa ba đấu với lại cô Phương. Hiểu không? Một chút nữa cô Phương với lại ba cò cò. Một chút nữa bây giờ chuẩn bị bắt đầu xong rồi ba cò giữa đường á. Là hai đứa con phải xô cho ba té luôn. Cái này là cháo cho bằng bán. Tại cuộc thi này ai té là người đó mới thắng. Hiểu không? Tiền cơ nha. Đó, đó, đâu còn lên tiếng nữa. Ủa sao vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là không có được, không có chơi show ba. Chơi show, chơi show. Có thật thành chơi không? Dạ, ông chơi chưa? Dạ. Ông có chuẩn bị chơi chưa? Giờ nào cũng sẵn sàng hết. Nhưng mà ông có chơi không? Giờ nào cũng sẵn sàng hết à. Tôi hỏi ông nè, trả lời, ông có chơi không? Chơi chơi là cò cò. Bây giờ ông có chơi không? Chơi. Chơi thì cỡ đồ ra. Cò cò. À chơi cò cò. Rồi vô. Alo. Đừng có kêu mồi. Rồi rồi không kêu. Không kêu mồi nha. Không kêu. Tôi nói tôi với ông một một nha. Một một. Vô đâu. Vô. Sẵn sàng giờ nào cũng được. Chắc mày cỡ dép luôn à. Tôi cũng cỡ dép à. Hai người ai cũng cỡ dép. Trời ơi đem mới sợ. Trời ơi. Tôi đâu có ngán không? Trời ơi. Từ đây ra tới bùng binh ha. Rồi từ đây ra tới bùng binh. Ở xe đồ sao? Nà, tự lấy một giò né làm gì? Nè nè, không có phải. fan có người đi giặt giặt nà, bây giờ mình trò. Bây giờ có người làm chứng luôn, nếu mà xe là mình có quyền mình đụng xe luôn. Ờ có quyền đụng. Ờ còn xe nó đụng mình nói chuyện của nó. Ờ. Ok không? Ok. Rồi. Là nà, nghĩ là chỉ có một giò ha, không cần biết làm sao. Miễn giò này trúng là thua. À là có nghĩa là mình chạy còn là ông là một ông mới là cò cọn vậy. À. Còn tôi là tôi chạy hai chân. Mày khùng á. Ai cũng một giò hết á, không có ai chơi hai giò đâu. Trời ơi, ông con trai, ông không chịu chấp tôi. Không có. Thôi giờ ông chấp tôi nữa được. Cổ lúa bằng nhau. À, cổ lúa bằng nhau. Rồi. Chơi không? Bây giờ luôn đúng không? Rồi, bây giờ đúng không? Ý là có cần người nào đến mất trước không hay là sao? Thì ai đến mất trước là người đó thắng. Mày cứ cò đi, coi dạ. Thắng được không thôi. Rồi. Bình thường mày thắng đâu hoài, bữa nay tôi tới tao thắng mày lại phải không? Bữa nay tôi chơi khô máu với ông luôn nè. Có qua đường không hay là chế đây luôn? Chế đây hay là qua đường đây xe thuận chiều đây, thuận chiều đây. Thuận chiều đi, qua dây thuận chiều đi. Em kêu sẵn xe cứu cấp nha. Tụi chi vậy ba? Để đưa mày vô chứ làm gì. Trời ơi. Ông hy dễ tôi hả? Là cò lên lề luôn đúng không? Mày lên lề chỗ nào cũng được hết á, bất cứ chỗ nào. Rồi. Cò về đi nha. Từ ống cống xuất phát đi đúng không? Từ đây xuất phát đi, rồi. Rồi. Cò đúng không? À. Rồi chuẩn bị chưa? Tụi mày đứng xa chút xíu. Bữa nè. Hồi hộp á. Ý là không có chấp tôi gì không? Hơi nạp. Không có chấp. Rồi chấp mày tới đâu á. Rồi thôi khỏi chấp luôn, khỏi chấp luôn. Mất công mày ăn xong mày không có mất mặt. Ê mày làm gì mày cổ vũ ông như vậy? BD cổ lên, BD cổ lên. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi con dở chân nào là chân đó, không có đổi chân nha. Rồi. Có quyền đổi chân không? Không. Giò nào giò đó à, không có đổi chân. Qua cò xong cò này lấy cái này à. À được không? Không có đổi chân luôn. Chân là chân nào, xài chân nào chân đó. Bây giờ chọn chân nào? Tôi đi chân này. Chân phải phải không? À. Rồi. Tôi cũng chân phải rồi. Thôi tôi nửa đường chân phải, nửa đường chân trái được không? Không được. Tại tôi mập quá tôi không đổi chân xu. Thôi không có được. Một giò à. Chết rồi. Được chưa? Rồi. Rồi, cò đi. Cò đi. Ý là cò từ ông đừng có chạy lẹ nha. Hả? Ông đừng có chạy lẹ bỏ tôi mình nha. Ý là cò chung với nhau luôn, tự nhiên ông chạy ông đuôi một mình ông luôn hay sao? Đúng không? Cò là cò từ từ. Cò ai tự ai nấy cò chứ làm gì mà bỏ không bỏ. Nhưng mà ông chạy lẹ ông cò lẹ gọi tôi đang mình rồi sao ba? Rồi tôi đợi ông, đợi. Ờ. Tôi đợi ông cò chứ.
Rồi dữ đi. Thôi. Người tới đó. Thôi đi chỗ đó mà người đó. Tôi không thích ai nhường ai nhịn nữa đó. Rồi đi đi. Rồi ông gọi chứ đi. Rồi gọi đi. 1 2 3. Gọi. Trời nó chảnh xuống là người đó ăn. Ê, mấy con vịt đó còn à. À hay quá ơi con ơi. Trời ơi. Chỗ chó tụi má ơi. Mệt quá. Ủa sao không chơi vịnh? Ai chơi vịnh? Sao lúc đầu ông không nói là ông không chơi vịnh? Nhưng mà lúc đầu ông nói là ông không chơi vịnh đâu. Ông có bỏ giờ xuống ông thua nha. Mày đừng có kêu. Khỏi bắt tao. Thôi tôi đổi giò rồi xích vô đây nè. Xích vô đây nè. Từ từ mỏi chân quá à. Tôi đổi giò nha. Thôi tôi đi đây tôi được đổi đây mệt quá à. Thôi bây giờ tôi đổi giò. Mỗi người được đổi giò 3 lần. Chứ từ đây đặng xa lắm. Mệt lắm tôi mập. Tôi mập lắm mới được đâu ba. Không được đâu. Ông đi lên chạy trước đi. Ông đi trước đây đừng đợi tôi. Mệt quá nè. Có quyền chơi show cho té không? Phải không? Ông cơ, ông bỏ giò. Ông bỏ giò trước rồi. Thằng nào chạy vậy? Tôi cò cò mà. Camera thấy mày chạy trước rồi. Tôi đâu có chạy, tôi cò cò. Tôi ở ngoài tôi thấy cái. Đà test lên camera đi toàn, bấm lên camera còn. Có chạy sao? Đứng về đây. Thì đứng về đây. Vậy. Hồi nãy tôi đổi chân mà, hồi nãy ông bị gớt xuống á. Rồi. Chấp mày luôn. Đây, một lần nữa. Rồi. Một lần rồi nha. Đó. Một lần làm lỗi anh thứ tha cho em. Ờ ok ok. À. Rồi. Rồi đi. Ê ông gõng tôi một chút rồi được. Lũ má sao trời. Chơi. Ông gõng, ông gõng tôi đi. Chơi son à? Ông. Mày tưởng mày mà. Mày cứ nói tao à. Chơi đá gào phải không? Ông gõng tôi đi. Ê con chuột kìa. Ok. Ê. Tôi đâu rồi. Ê thua rồi. Thôi thua rồi. Lị hô rồi. Coi camera đi, ông bỏ chân xuống trước. Đúng không, hô rồi. Tôi đâu có bỏ chân đâu, tôi cò cò mà. Hồi nãy ông dùm lại, ông test lên camera đi. Ông thua rồi. Rồi bây giờ cò lại gì? Không, không có cò lại, vô rút tiền, xỉa liền. Lẹ lên. Vô rút tiền. Bữa lam lan lấy lộn lưỡi liềm, lan lại lấy lại. Lan lại lấy lộn lưỡi liềm, lan kệ, khỏi bỏ lấy lưỡi lam. Đó, đọc lại đi. Chỉ có biết lan lên lầu lấy lưỡi làm, lấy lộn lưỡi liền. Ờ. Lại lên lầu lấy lưỡi làm, chữ L không thôi. Ờ, không phải có phải đọc thêm gì là dần nữa. Đâu bây giờ nha. Bây giờ có đọc đi nha. Một. Một dùng lỗ. Hai lỗ dồn. Ờ, ba dùng lỗ. Bốn lỗ dồn. Rồi tiếp. Năm lỗ dồn. Ê, dạ. Năm dùng lỗ, sáu lỗ dồn. Vậy thôi. Hồi nãy ông nói sai rồi. Đâu nói lại từ đầu đi. Nói lại từ đầu. Hồi nãy ông nói sai. Một dùng lỗ. Rồi nói trước đi. Một dùng. Một dòng lỗ, hai lỗ dồn, ba dòng lỗ, bốn lỗ dồn, sáu dòng lỗ, bảy dỗ dồn. Chừng cái năm dỗ lồn không? Thì bây giờ? Hả? À, năm dỗ lồn không? Ê! Ông nói tầm bậy! Vậy bậy bạ, không có nói tầm bậy! Một lồn... Ây da! Nói tầm bậy, tầm bạ tôi ngồi xả lị à! Lị nói, nói xà luôn! Không có gì đó! Lị nói lại, lị nói lại, lị nói tầm bậy rồi! Một dòng lỗ, hai lỗ dồn, ba dòng lỗ, bốn lỗ dồn, năm dòng lỗ, sáu lỗ dồn, ừ, bảy dòng lỗ, ừ đúng rồi, tám dỗ lồn. À chưa, tám dỗ lồn. Ông nói thất bại rồi. Ai vừa lấy cái mít đẹp bây giờ. Trời ơi, ông làm cái gì nó thâu như cái mít bây giờ. Đây này này, trả. Trời ơi, cái cây nữa. Cây gì? Ủa cái cây gì? Không phải. Đây. Cái ly nè, cái ly nè. Đúng ly rồi đó, đúng ly rồi đó. Quậy quá chứ quậy rồi.